tiếp tục. Tiếp. Trước ngồi đây chụp cảnh 1 năm ấy nhỉ. Từ ngày năm trước cũng Sakura nở. Năm trước sau chị vui rồi. Đấy. Hôm nay anh em đi rồi. À năm trước xong anh à lúc đấy anh về nhỉ. Chụp Sakura xong anh về. Mấy anh em lại đi leo núi. Để một cái thăm neo. Góc rộng đẹp nhỉ. Ảo à. Không rộng nữa. Có Samsung thì để góc rộng hơn. Có iPhone có mỗi 0.5. Để một cái thăm neo. Làm thăm neo ảnh bìa iPhone. À bìa YouTube chứ. Sau hôm nào sẽ thấy một cái thăm neo như này. Trên YouTube. Quay khi còn có thể. Sợ cuối năm về hết quay luôn. Cuối năm chắc bọn cháu hết visa. Cháu mới giáp năm. Sáng năm hết visa này. Tháng 3 năm tới hết visa phải gia hạn. Một là gia hạn thì ở lại, còn không thì về. Cháu vẫn đang phân vân khả năng về hay ở. Đi làm được mấy hôm mình nghỉ. Ông người Nhật đi làm được mấy hôm rồi nghỉ. Chán. Vào công ty không thấy có dự án gì ngon. Tăng ca không có. Hỏi Hoàn là có tăng ca không, Hoàn nó không. Không phải không mà là ông Cao bảo là ở đây thường thường không tăng ca đâu. Cái bộ phận đấy. Thế là thế là cũng một phần đấy, yếu tố thế là thôi, nghỉ. Khó tránh. Họ không thích làm chỗ này, họ làm chỗ khác được. Thoải mái như mình ở Việt Nam. Còn mình đây, người nước ngoài mình cố gắng bám trụ ở công ty. Có cái đánh chuông à? Kia cái chuông à? Ra quay đánh chuông. Đường với lại đi. Đấy. Một chấm. Đường với lại đi. Toàn hoa. Hoa tự. Hoa tự. Đỗ Quyên. Đánh chuông. Đăng xong một bức ảnh đẹp. Là một người chụp có tâm. Và một cái máy xịn. Một cái máy độ 50 củ chứ bấy. Các bạn có biết là trên tay đang cầm một con Ablet không? Đấy, chuông. Từng chuông. Chuông như kiểu cái trống trường cấp 3 để làm. Tung. Siawase na no. Chuông là gì nhỉ? Siawase na no gì ạ? Chuông nhưng mà chữ kia là chữ chuông rồi đó. Chỉ biết là chuông thôi nhưng mà không biết là. Đang quay đấy, cứ gõ đi. Tối về là có YouTube.
Nhưng mà mấy hôm nữa, chắc mấy hôm nữa mới up. To quá. Giả gõ làm màu nhé. Giả gõ làm màu. Ba gái đúng không? Ừ. Sau này sẽ được hạnh phúc. Xìa qua xìa. Hoa kia hồng thế. Hoa hồng khác. Dừng. Chụp lên đi, xem góc nào chụp lên đi. Tối về up cả thế. Không có gì đâu à. Bia. Ảo. Nhưng hiện tại đang ít view. Tại vì mới mà chưa ai biết đến nhiều. Dần dần định quay phong cảnh trước, còn về Việt Nam cũng quay mặt thì vẫn được, làm nội dung vẫn được. Bên này cố gắng quay nhiều cảnh nhất có thể. Như đang nói, nếu mà cuối năm về là hết quay luôn. Vâng. Thì cũng bao nhiêu lâu nữa đâu. Mấy tháng nữa rồi. Giờ tháng 4, tháng 5 nữa. Bốn năm năm chui nhanh ấy. Ở đây gần 5 năm rồi. Tháng 9, tháng 11 tới là 5 năm ngày bay sang đây đầu tiên ấy. Còn mỗi hai anh em. Mấy anh kia khác nhá, mấy anh kia là không đội khác. Còn mấy anh đi cùng là 5 anh, 7 anh em thì 5 anh em về rồi. Chán. Có vợ con bên này thì đỡ, thì họ sẽ được một thêm kiểu bền hơn, đỡ chán hơn. Mà không có vợ con thì đa phần về hết. Ở bên này quan bây giờ toàn có gia đình hết rồi, có mỗi cháu mới, còn một anh nữa là đang độc thân luôn. Ôi trời ơi, thế thì thế thì chắc cả đời ở đây mất. Xì quá xì nó. Mây trời. Trời mây. Dưới những tán lá. Hoa này hoa sakura gì mà rụng hết tí. Rụng hết rồi mới ra hoa này. Ôi ngày trước bà Watanabe cho ăn quả sakura ngon nữa ấy. Đỏ đỏ. Đây là quả sakura. Nhưng mà cũng là gọi là quả sakura mà. Nhưng mà nhiều loại. Có mấy quả mà ăn ngon. Mây, đúng. Trời, hùng vĩ. Sảnh ngát luôn. Đứng cảnh này thì chill. Chill như kiểu Tam Đảo. Chụp dọc hay chụp ngang? Đang chụp ngang. Dọc
À. Chụp này nhiều người ở nhà xem hay lắm. Cảnh Nhật. Gió mát. Đấy, cảnh chiều mây núi hoa rừng rú. Xanh ngắt luôn. Bầu trời thì xanh, dưới thì xanh rừng, trên thì xanh lá cây. Dưới xanh lá cây, trên xanh nước biển. Mây trắng. Chiêu phết. Mẫu. Xa xăm. Sâu đi. Cảnh đẹp. Ngồi đây chiêu cả ngày được. Nhưng mà thôi, không ngồi mãi được. Không phải đến lúc về thôi. Mất thời gian. À, con mọn, con nhỏ. Trọng mèo ra này, quấy không? Trọng vía. Tăng cân đều không? Bác. 4 cân. Đẻ ra bao nhiêu cân? 2 cân rưỡi. 2 cân 9. 2 cân chưa? Nặng phết đấy. Trọng quý. Thấy TikTok trọng mèo. Mọi người bảo follow hết chưa? Follow trọng mèo chưa? À. Chiêu ơi, xuống chụp đi. Cô bác xuống chụp tiếp đi. Chụp đi, chụp chẹt đi, em quay chán rồi. Thôi chụp hết rồi. Clip dài mà. Thôi đi đi, em đi sau em quay được. Đúng góc này đẹp, góc đi đường thẳng. Deep. Chụp lên đâu? Chụp nháy á? Cảm giác trên tay 50 củ là thế nào? Hơi nặng. Đang cầm trên tay con Ablet hay là con Vision hay là con Lead. Đấy, các bạn cứ tưởng tượng là cầm trên tay một con như thế, các bạn sẽ sẽ như thế nào? Chụp auto đẹp. Xóa phông. Cái thứ thôi, mẹ đi đi, mẹ đi xuống dưới đi. Máy Sony này lấy nét nhanh. Trong các dòng thì Sony lấy nét đẹp. Màu cũng đẹp. Nên người ta rất hay chuộng Sony. Mình mua một Sony nhưng mà Sony kiểu chuyên quay vlog, quay phim. Còn Sony này kiểu chụp ảnh nhiều. Full frame. Đẹp rồi, đẹp luôn. Ok. Góc chiêu ấy. Ui. Cả đường. Ơi.
và đi xuống. Xuống nha. Này không nghe tiếng chim hót. Ở đây thường thường chim hót thôi. Chiu 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 chiu. Nóng quá, rát hết cái. Đây. Chiu chưa? Cảnh nhật chiu chưa? Rừng rú. Sau này về làm kỷ niệm. Nếu mà năm tới về hết quay luôn. Thế coi như có một cái kỷ niệm nào đây. Để chiu. Bà có Facebook không? Có chứ. Ủa thật luôn. Lập Facebook đăng lên. Facebook chuyên luôn chứ. Chuyên ảnh mình chứ. Phải album các thứ. Nắng quá, rát hết cái. Đúng ha. Đấy, con đường đã qua. Đấy. Rồi, đi xuống tiếp. Đang phải ôm gáy, nắng quá, rát hết gáy, khó chịu. Cây này đỏ ấy, đỏ chóe luôn đấy. Không biết tại sao cây này đỏ như vậy. Hoa. Đỏ chưa? Đỏ tự nhiên nhé, không hề chỉnh màu luôn. Đâu, cháu chia tay rồi. Yêu nhau 5, 6 năm vừa chia tay rồi. Biết làm nào cuộc sống. Cũng định cưới ấy, nhưng mà gia đình người ta không đồng ý ạ. Chê. Ui. Chê nhà xa chứ không phải chê vì lý do khác. Nhà cách có 100 cây. Chê xa thì. Người ta thích con gái ở gần. Sợ đi lấy chồng xa là mất con. Chồng bác đi. Vâng. 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 À vâng. Vâng. Bác là nó con trưởng năm hôm đấy. Máu thế. Bảy mươi cây. Hà Nội mới Thái ở Hà Nội Thái Nguyên nhỉ? Long Biên đấy không? Cháu gần đấy. Vâng. Đánh luôn. Bác đi xem về xong đưa về đến cổng này. Vâng. Đánh luôn tại đấy. Đánh luôn tại đấy xong chửi bác trai. Vâng. Đây mày mà cũng nhìn được thì tao đánh cho mày. Không có được mà về. Ngày xưa máu thế. Ừ. Bác trận còn biết.
không lấy làm sao mà có anh. Ừ, Trang Ngâm ấy con. Trang Ngâm nó đang nằm nhà mà. Trang Ngâm đánh còn quét cả cái đánh đánh bác hay đánh bác Dài à? Đánh bác ấy. Đánh bác. Chửi bác Dài nữa. Vâng. Trong chán thì ông thằng cứ bắt đầu kiểu quan riêng mà. Vâng. Bác đòi ăn riêng. Bác bảo ăn riêng không cứ mỗi bữa và cứ ngầm nhưng mà chỉ riêng này. Mình chịu được cái con rẻ không chịu được. Vâng. Tốt nhất nên là riêng. Ừ, ăn riêng cứ lúc nào ăn thì bà đứng ở ngoài. Con đi sang bên này này cho mát tí này. Ừ. Xe, ô, xe. Ô tô. Đây, đi gọi nó. Cẩn thận xe. Vâng. Quê nó thắm dạ. Thế nào có khổ. Bác đi đấy. Thôi bây giờ thì nó không có tài. Thì con này cũng chỉ là những lúc mà cãi nhau thì người ta đi lên làng như tổ chất. Thôi vì vẫn cưới được. 6 giờ rồi. Bác cũng cưới về. Vợ chồng gặp nhau. Tốn đi xuống sân kho, cái nhà kho. Đắt người ta bỏ anh. Vâng. À nhờ luôn. Máu thế. Cách chế độ hơn cây ấy. Nhưng mà cứ đi chợ là chửi chán rồi không có mới này. Chỉ sẽ lần sau chửi chán không vậy. Ngày xưa mà máu thế. Ok, đấy nhá. Bye bye.